Tụi con bị lừa rồi con ơi. Đó cũng là con hộp bình thường thôi mà con ơi. Bị lừa, bị lừa. Trấn Thành, công việc của Trấn Thành về nhà là cứ chăm sóc mèo. Phải không Trấn Thành? Phải không Trấn Thành? Thiệt luôn, nó chỉ là cơm hộp bình thường thôi mà anh cho là tụi nó mặc định là nó là đồ ăn ngon đó. Ba cho là ngon à. Ba cho là ngon, anh hiểu không? Xưa giờ anh cho tụi nó ăn đồ ngon không nên tụi nó cứ bị tẩy não quá, anh hiểu không? Trời ơi, thiệt luôn, không tin luôn á. Trấn Thành ơi, cảm xúc của Trấn Thành sao? Cảm xúc của Trấn Thành sao? Nói đi nào. Nói đi anh xin ơi. Đừng sao xử, đừng có sao xử. Tôi đang cho con tôi ăn, cô đi ra chỗ khác đi, đừng có gắn tay ba mấy con nè. Trấn Thành ơi, Trấn Thành ơi, Trấn Thành. Gần đây con mẹ điên. Con ăn miếng cuối đi con. Xì. Miếng cuối nè. Miếng cuối nè. E sạch. Trời ơi, chỉ là đồ cơm hộp bình thường thôi E sạch. mà. Mấy đứa này bị tẩy rồi. Trời ơi, má ơi. Chồng ơi. Sao dạo này chồng về nhà là chăm sóc con dữ vậy? Con thương phải thương chứ, tại bây Chị. giờ nó không làm thì mình phải làm thôi. Ê, tại sao tự nhiên đổ từ tôi vậy? Hả? Nói đi. Nên bà chạy tao chấp cho xì ơi, bà chạy đuôi nè, ngoan đi nè, bà chạy đuôi cho nè, ngoan, bà Công xúc việc hàng ngày của Trân Thành. là chạy đuôi cho mèo ăn, hốt cứt mèo, canh mèo đĩa. Má ơi kìa xin, nhìn kìa. Gì? Xì kìa. Nó quan tâm đến cái micro mic của em. Ê con, cái đó là của chạy của mẹ đó. Đừng có ham nha, này của mẹ đó nha. Trời Xì ơi, ơi chết xì, rồi, chết cảm rồi. xúc của xì sao xì? Cảm xúc của xì sao? Xì ơi xì. Má, Xì rụng đi lông con nhiều đi con đi quá rồi, con. chết rồi heo ơi. Không ổn rồi. Xì ơi cảm xúc xì sao? Xì xì xì. Mày Con mẹ điên. ui trời ơi gì nó kìa, ui kìa gì, trời, ui không được mít của mẹ, trời không bị dở, nó ăn gì là nó đi ăn gì, Là cục cức. vu của em, Cái dừa mấy người. cắm gì, cắp rồi, trời sao nó không giật mình dọn gì, Có trúng đâu. em có trúng nó trúng rồi mà không bị thôi, nó hết chui rồi, nó không có sợ gì hết. Phải trúng nó. Bây giờ em phải cho em sao, em sao em sao, con bao nhiêu tuổi? Phỏng vấn lại nha. Elsa, còn bao nhiêu tuổi rồi Elsa? Đây vô đây, nói chuyện với mẹ đi, nói chuyện với khán giả đi con ơi. Đó, con mẹ điên té thì vừa. Mẹ đi tắm đi, anh cứ lo cho mèo nha anh xin.
Anh xin ơi, chào quý vị khán giả đi anh xin. Bye bye các bạn. Các bạn hãy đừng như Trấn Thành nha. Khổ lắm, cưới nhà một con vợ làm biếng nó khổ.